Xin chào tất cả mọi người, hiện nay mình đang ở đầu phố Phan Đình Phùng, một phố có hai hàng cây xấu rất là đẹp của thủ đô. Xin mời các bạn xem video. Dầm mát. Đấy. Kia có một đôi bạn đang chụp ảnh. Giao nhau với phố Đặng Tất. Đây là phố hai hàng cây xấu rất là đẹp. Đi tập thể dục và chụp ảnh ở đây rất là đẹp. Đường hai hàng cây ấy. Rất đẹp. Đang chụp ảnh. Các đôi đang chụp ảnh lưu niệm. Xấu ấy, rất là mát. Để
đây là phố Nguyễn Biểu. Đây là nhà thờ của Bác, một trong những nhà thờ lớn, to lớn, đẹp của thủ đô. Bây giờ Hà Nội đang mùa thu, đây là bán hoa chụp ảnh rất đẹp, nhiều chị em chụp phố hai hàng cây. Toàn các bạn gái trẻ xinh. Sấu chín mùa thu, đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Đây có bà bán cốm ngồi cạnh nữa, mấy quả sấu này đẹp. Và có bà bán cốm cạnh mấy quả sấu nữa, đúng mùa thu luôn. Đây là di tích thành cửa Bắc, vẫn còn vết đạn pháo của Pháp bắn lên từ sông Hồng hõm vào. Vết hõm. Oh.
toàn là gái xinh, gái trẻ đi chụp ảnh. Để lối vào nhưng mà có lẽ giờ này nhà đóng cửa. Bắc Môn được xây dựng năm 1805, vật liệu xây dựng chủ yếu dùng thời Lê, cổng thành duy nhất còn lại của thành Hà Nội thời Nguyễn. Cửa Bắc cao 8m7, rộng 17m, dày 20,48m, cổng quay hướng Bắc, trách Tây 15 độ, dạng hình thang, lòng hình vòm cuống xây bằng gạch. Mép của kè chữ Nhật, phía trên vòm gắn có ba chữ, ghi ba chữ Hán. Chính Bắc Môn bên cạnh đó là gắn một tấm biển đá kề ngày 25 tháng 4 năm 1882 và hai vết đạn Đại Bác, dấu vết của tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai của thực dân Pháp và sự phản kháng của quân dân ta thời đó. Hiện nay trên lầu hai di tích cửa Bắc còn thờ hai vị Tổng đốc Nguyễn Chí Phương và Hoàng Diệu đã anh dũng hy sinh khi Hà Nội vào rơi vào tay quân Pháp. Đây là thành cổ, cổng thành cổ xưa. Hello, xin chào các bạn tự ảnh. Di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm Hoàng Thành, Thăng Long, di tích cửa Bắc. Lối vào tham quan di tích cửa Bắc. Kia là nhà thờ cửa Bắc. Đây là đôi bạn trẻ đang chụp ảnh cùng Thành. Giao nhau ở phố Đặng Dung này. Này, sáng đường đúng vạch. Mặt là hai bạn người nước ngoài. Hello.
trước cửa nhà thờ rất nhiều người đang chụp ảnh. Này hai hàng cây kéo dài từ đầu phố đến cuối phố luôn. Đặc điểm đây toàn là cây sấu nhiều. Bắc Nguyễn Tri Phương. Đường ngay chụp ảnh ở phía đầu cổng thành. Toàn cây sấu. Cây sấu rất là già, gốc xù xì luôn. Đầu phố Phan Đình Phùng, vườn hoa hàng đậu bên tay trái. Đầu phố cuối phố Phan Đình Phùng rồi, giao nhau với Lý Nam Đế. Video một vòng phố Phan Đình Phùng, em các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm nên là tạm kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh, bấm like. Xin hẹn mọi người các video tiếp theo.